Tập 42. Ngài tướng quân, chúng ta quay lại giết đi, quyết đấu cao thấp với bọn chúng. Ngài tướng quân, theo tình hình bây giờ, tấn công toàn diện là không thể nào đâu. Vì để rửa dục, tôi cho rằng nên toàn tâm toàn lực tấn công Cần Ngữ Đường. Cần Ngữ Đường chính là người ông dùng đó. Bây giờ khiến cho đại quân Nhật Bản tạo thành tổn thất lớn như vậy, tội của ông khó thoát. Dân bị chức biết tội mà. Bị chức đang nghĩ cách để bù đắp sai lầm của mình. Bù đắp thế nào đây? Bị chức phái đến sư đoàn cảnh vệ hai tay mắt. Chu Lập Văn và Cốc Đa đang trốn thoát về đây. Bọn họ đã nắm được địa điểm đóng quân lâm thời của sư đoàn Cần Ngữ Đường. Hơn nữa, ba lữ đoàn phái thêm đã vào vị trí rồi, sẽ giúp sức cho tướng quân đánh bại Cần Ngữ Đường. Sư trưởng, điện gấp cho bộ trưởng Đổng, quân Nhật đang tăng thêm 3 lữ đoàn, xem ra muốn biến quân ta thành tử địa. Quân Nhật gấp 4 lần chúng ta thì đánh như thế nào đây? Phải nghĩ cách rút lui thôi. Bộ trưởng Đổng đã xuất phát rồi, chắc là sắp đến rồi. Quá tốt, thông báo các tiểu đoàn chuẩn bị hành động. Dân, mau. Đánh! Sư trưởng! Bộ trưởng Đổng đến rồi! Bộ trưởng Đổng! Sư trưởng Cận! Tại sao cậu vẫn còn chưa rút? Tôi đưa các anh em đến, bọn họ vẫn chưa rút thì tôi tuyệt đối không rút. Sư trưởng, các tiểu đoàn đã an toàn rút lui rồi. Chúng ta mau chóng rút đi. Bộ trưởng Đổng dẫn đội đến giúp chúng ta rút. Không được, quân Nhật đang ép lên đây. Tất cả rút đi, e là không thể nữa rồi. Bộ trưởng Đổng, tôi có một thỉnh cầu, cậu nói đi. Dẫn các anh em của tôi đi trước, tôi ở đây yểm hộ. Không được, 125 anh em của chúng tôi, đánh đến bây giờ còn lại 25 người thôi. Còn không rút nữa thì tất cả đều chết hết. Sư trưởng, được rồi, tôi dẫn du kích xuất phát từ bên trái, phân tán ngoại lực của quân địch. Cậu dẫn các anh em của cậu rút từ bên phải đi. Mau chóng chia ra hành động, nhanh. Được, thông báo các anh em chuẩn bị đột phá cánh phải. Dân, rút, chuẩn bị rút. Mau rút. Có muốn mua vé không? Tiểu thư à, có mua vé không? Cầm lấy. Tiên sinh, mua vé không? Có hay hay không? Đều là kịch hay hết, ngài xem đi, mua đi. Để tôi xem nào. Được được. Sáng mai tăng ca. Ở bên cạnh cái cây thứ ba bên phải, cổng chính bệnh viện. Cái xe bao màu vàng có kèn đồng sẽ đưa em ra khỏi thành. Bảo trọng. Cậu chủ, tình hình thế nào rồi? Đều sắp xếp xong rồi. Chỉ cần bác sĩ Trần có thể lên bao xe màu vàng thì có thể đúng theo kế hoạch của chúng ta cứu ra ngoài rồi. Địa thế chỗ này bằng phẳng, đến chỗ ẩn nấp cũng không có. Nói với các anh em, nhanh lên một chút đi. Đến đường cây phía trước kia nghỉ ngơi. Dân, các anh em, nhanh lên chút. Chúng ta đến đường cây phía trước nghỉ ngơi, mau. Các anh em, ẩn nấp đi. Nằm xuống, ẩn nấp. Nằm xuống, các anh em. Các anh em, ẩn nấp đi.
nằm xuống, ẩn nấp đi. Sư trưởng, anh không sao chứ? Sư trưởng, sư trưởng à, sư trưởng, không, không sao. Văn Hoàng, những các anh em rút đi. Vậy anh thì sao? Tôi ở lại, thu hút sự chú ý của quân địch. Không được, đưa anh đi cùng đi. Bạch Văn Hoàng, cậu tuy rằng là người của bốn quân mới, nhưng lúc này cậu vẫn là lính của tôi, bắt buộc phải nghe mệnh lệnh của tôi. Nếu như cậu không đi, sư trưởng à, ai cũng không được đi. Sư trưởng đừng nói nữa, chấp hành mệnh lệnh. Mạng sống của các anh em phải nhờ cả vào cậu rồi. Sư trưởng à, đi thôi, đi đi. Mau đi. Mấy người các cậu trong trường sư trưởng đó, những người khác, rút theo tôi. Rút, rút, rút đi. Đánh cho tôi. Bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chị Như Ca, chị sao vậy? Không sao, tôi chỉ là có chút bồn chồn. Cũng đúng, bọn chúng canh chừng chị sát sao quá mà. Phải cẩn thận hơn nữa. Các anh tới đây làm gì? Cầm miệng. Anh, các anh có chuyện gì sao? Kitano mời. Chị Như Ca, chị đừng đi mà. Đi hay không đi, đến được cô nói hay sao? Cầm miệng. Dân cục trưởng, ông ta tìm tôi có chuyện gì chứ? Chắc là có liên quan đến Cận Ngữ Đường. Cận Ngữ Đường sao? Anh ấy làm sao? Anh ta ở bên ngoài, tự đi xem đi. Anh không nói thì tôi không đi. Lại còn phải nói nữa hay sao? Tên tiểu tử họ Cận đó phản bội rồi, bây giờ đang nằm trên giường phẫu thuật đợi chết. Cô cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Cận Ngữ Đường rốt cuộc bị làm sao chứ? Em bây giờ đi, chắc là vẫn có thể nhìn mặt anh ta lần cuối. Thằng khốn nạn, cho tôi vào. Cho cô ta vào đây. Ngữ Đường, làm sao mà anh lại ra nông nổi này? Đại tiểu thư, Ngữ Đường kiên trì đi. Tôi lập tức làm phẫu thuật cho anh. Kiên trì nha. Tôi không xong rồi. Tiểu thư à, anh không được nói những lời đó. Không được từ bỏ. Xin lỗi cô, tôi sau này không thể bảo vệ được em nữa rồi.
Anh không được nói những lời đó. Kiên trì lên. Tôi sẽ ở trên thiên đường nhìn, nhìn em cưới người đàn ông em yêu. Như ca, thế nào? Váy cưới rất đẹp đúng không? Đây là dựa vào số đo của em làm đó. Nó chỉ thuộc về em thôi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, tôi càng hiểu em hơn, thì tình cảm dành cho em lại càng sâu đậm hơn. Như ca, việc đến nước này tôi không muốn đợi thêm nữa. Tôi nhất định sẽ nói lời mà mình ấp ủ muốn nói bao lâu nay. Những lời này cất giấu trong lòng của tôi rất lâu. Tôi yêu em. Em đồng ý gả cho tôi không? Tôi không có gì mong muốn nữa. Tôi ở trên chiến trường giết địch vô số, nhưng mà đối diện với cuộc chiến tình cảm này, tôi lại không có tư cách. Tôi đánh mạng cũng không phải của bản thân mình. Cảm ơn em, để cho tôi gặp em được trong trận chiến tranh này. Ngữ đường, ngữ đường, anh kiên trì đi. Ngữ đường, ngữ đường, ngữ đường, ngữ đường, tại sao lại như thế? Ngữ đường, cô bình tĩnh lại đi. Thật là cái đồ không biết điều mà. Đưa cô ta về bộ tư lệnh hiến binh. Kiên trì đi, hãy kiên trì lên. Ngữ đường, ngữ đường à, ngữ đường. Cậu chủ à, xảy ra chuyện rồi. Kitano đã quay về. Sao lại nhanh như thế? Kitano âm thầm phái thêm binh lực. Sau khi Cận Ngữ Đường phản kháng, người Nhật lại phái thêm bộ đội tăng diện bao dây. Cận Ngữ Đường trong khi đột phá vòng dây bị thương nghiêm trọng, trong đêm được áp về Tô Châu rồi. Vậy Như Ca thì sao? Lão Hạ phụ trách tiếp ứng nói, căn bản là không nhìn thấy bác sĩ Trần từ bệnh viện đi ra. Rất có khả năng bị Kitano khống chế rồi. Cô ở cửa hàng trang sức, kinh doanh như thường đi. Đừng để cho người khác nhìn ra sơ hở của mình. Tôi đi nghe ngóng tình hình đi. Được. Tại sao không về? Vẫn không về. Tại sao bây giờ anh mới về? Sao thế Như Ngọc? Chị Ngọc Bình vừa mới đến. Cần ở đường chết rồi. Chị em muốn liều mạng với Kitano. Kết quả, kết quả làm sao? Kết quả là bị bắt đến đội hiến binh rồi. Sống chết không rõ. Như Ngọc, đừng lo lắng. Chúng ta phải nghĩ cách cứu chị cả ra. Hay là chúng ta đi tìm Dương Quảng Bằng đi. Chúng ta đã từng cứu mạng anh ta. Anh ta lại là người của tổ chức bọn họ, chắc là có thể giúp được mà. Được không? Được, anh đi. Lần này anh nhất định phải giúp tôi cứu đại tiểu thư. Lão đệ à, người Nhật Bản lần này thành hương thất bại, bây giờ giống như là chó điên, gặp ai cắn đó. Nếu như bây giờ chúng ta lộ đầu, không phải là bị hắn ta đâm chết hay sao? Cho nên cẩn thận lái thuyền vạn năm. Cẩn thận đi. Nhưng mà đại tiểu thư thì phải làm sao? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ thông qua quan hệ nội bộ bí mật ứng cứu cô ấy. Nhưng đại ca, anh thần thông quảng đại, lần này anh nhất định phải giúp cho tôi. Lão đệ à, tôi và cậu là quan hệ thế nào chứ? Là quan hệ đồng chí mà. Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Uống trà đi. Uống trà. Dân cảm ơn anh. Trạm trưởng, thật sự đi cứu Trần Như Ca sao?
Hách Nhận Lai, cái tên ngốc này, vì một người con gái mạo hiểm như vậy, cũng không biết là cậu ta nghĩ cái gì trong đầu. Em thấy Chu Quảng Bằng đó, hơn nữa là đang lừa anh đó. Cứu người như cứu quả, làm sao mà bình chân như dại như vậy được. Như Ngọc à, đừng lo lắng, còn có cậu chủ nữa mà. Phương Nguyên có thể chống lại với cả bộ tư lệnh hiến binh sao? Anh chỉ biết cậu chủ về đại tiểu thư nhất định sẽ liều mạng. Nghĩ lâu như thế nên nghĩ thông suốt rồi chứ? Không thành khẩn khai báo, cô cũng đừng mơ có được tự do. Nếu như không đánh đuổi được bọn giặc các người, làm sao người Trung Quốc chúng tôi được tự do được? Tôi biết cô đang tức giận mới nói như vậy thôi. Là thầy giáo cho nên tôi vẫn có thể tha thứ cho cô. Nhưng mà cô bắt buộc phải nói thật. Cần ngữ đường sẽ không thể vô duyên vô cớ khởi binh tạo phản được. Có thể nói cho tôi biết hắn ta chịu sự chỉ thị của ai hay không? Cái này cô cần phải ai chỉ thị sao? Chỉ cần là một người Trung Quốc đều sẽ phấn đấu phản kháng. Cô đừng có quá hỗn xược như vậy chứ. Trần Như Ca, tính mạng của cô hoàn toàn đang nằm trong lòng bàn tay của tôi đó. Chỉ cần cô nói ra cần ngữ đường là ai chỉ thị thôi. Tổ chức đảng cộng sản ở Tô Châu là do ai chỉ huy? Điểm liên lạc của bọn họ ở đâu? Thì tôi sẽ thả cô, đưa cô về Nhật Bản liền. Tôi tại sao lại phải về Nhật Bản chứ? Người nên về Nhật Bản là các người, không phải là tôi. Đừng có ép tôi không niệm tình thầy trò với cô. Ông không phải là muốn biết là ai bảo cận ngữ đường khởi nghĩa hay sao? Là tôi, Trần Như Ca. Sức chịu đựng của tôi là có hạn thôi đó. Cô không muốn sống nữa hay sao? Cậu chủ à, đại tiểu thư vẫn luôn bị nhốt ở trong bộ tư lệnh hiến binh, có bị thương không? Kitano phong tỏa tin tức hết, bây giờ vẫn không dám nói. Ông không phải muốn giết tôi hay sao? Đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Bởi vì ở đây mới là địa ngục của cô. Chết rất dễ, nhưng mà muốn sống thì rất khó. Tôi không sợ gì hết. Cô không sợ? Người nhà cô cũng không sợ hay sao? Tôi hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa thông đồng với giặc, bắt hết người nhà của cô đó. Đây hoàn toàn phụ thuộc vào cô thôi. Vô liêm sỉ. Biết cô ta là ai hay không? Cô ta là người thân duy nhất của cận ngữ đường đó.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ mất sớm, chỉ còn cô em gái ruột này thôi. Sau khi lớn lên thì lấy chồng ở Quảng Đông và cứ sống ở đó. Bây giờ cũng bị chúng tôi mời đến đây rồi. Kitano Tamaki, ông chính là một kẻ điên mà. Cô ấy không biết gì hết. Ông mau thả cô ấy ra đi. Tôi đương nhiên biết. Nhưng mà sau khi tôi đến Trung Quốc, tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô vốn dĩ điềm đạm nho nhã như thế, bây giờ lại điên cuồng cùng với một đám phần tử kháng Nhật như thế. Cho nên tôi chỉ muốn xem những người phụ nữ Trung Quốc khác có giống như cô không sợ chết hay không chứ. Dừng tay, Kitano Tamaki, ông mau dừng tay đi. Ông không được giết cô ấy. Như ca, cô luôn luôn thử thách sức nhẫn nại của tôi. Tôi không có hứng thú lãng phí nước bọt cùng cô nữa đâu. Cho nên cho cô thêm thời gian một ngày để suy nghĩ. Không thì người nằm trên cái giường này sẽ là người thân của cô. Cô nghĩ cho kỹ đi. Cậu chủ à, bọn họ đến rồi. Cảm ơn. Cậu chủ, Bộ trưởng Đổng phái tôi dẫn một đội đi cứu sư trưởng Cần. Nhưng mà tôi vừa đến Tô Châu thì nghe nói anh ấy đã sư trưởng Cần đã hy sinh rồi. Chúng ta không thể để cho đại tiểu thư có bất cứ tổn thất nào. Cho nên tôi và Thừa Luân dẫn đội du kích đến đây rồi. Nói ra tôi vẫn còn đợi đại tiểu thư. Lúc đầu tôi tưởng đại tiểu thư là Hán Giang, mắng cô ấy rất nhiều, còn muốn giết chết cô ấy. Nhưng mà đại tiểu thư lại một lần rồi một lần cứu tôi. Cái chân này của tôi, nếu như không có đại tiểu thư chữa trị thì chắc chắn sớm đã bị phế rồi. Cho nên lần này nói như thế nào cũng phải cứu đại tiểu thư ra. Kitano này chính là tên điên mà. Vậy mà bắt đại tiểu thư lại, Ngữ Đường hy sinh rồi. Nếu như Kitano không thể từ miệng Như Ca lấy được tình báo có giá trị nào, ông ta sẽ không thể nào ăn nói được với quân đội và Kashima. Nhưng mà chính càng như thế, Như Ca mới tạm thời an toàn. Nhưng mà ông ta sẽ nghĩ tất cả mọi cách để dạy dỗ cô ấy. Chúng ta phải lập tức hành động thôi. Cậu chủ à, anh nói đi, phải làm sao? Tối nay chúng ta phải đánh cho quân Nhật ở thành Tô Châu này phải chạy lấy mạng, rồi sau đó nhân cơ hội vào hang ổ của Kitano cứu Như Ca ra. Tư Môn. Đánh.
đội trưởng Sato đã dẫn người đi Hổ Khâu rồi. Chu Lập Văn cũng đi tăng viện cho Tư Môn rồi. Các cậu nhất định phải kiên trì canh thủ. Kho đạn dược, nếu có vấn đề gì, tôi bắn chết cậu đó. Cái gì? Lương Môn cũng bị nổ rồi hay sao? Không cần hoảng, tôi lập tức phái người qua đó. Người đâu? Ngài cố vấn, truyền lệnh của tôi chỉ để cho tiểu đội 3 ở lại canh gác bộ tư lệnh. Những người khác theo tôi đến Lưỡng Môn. Không bắt được phần tử đảng cộng sản đừng quay về. Dân, tiếng súng bên nào? Bên này. Xem ra cô không nếm mùi đau đớn. Cô trực để nhưng không biết hối cải. Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm mùi. Có người tập kích. Ngài cố vấn, có người tập kích rồi. Bọn họ lại đột kích đến chỗ này rồi. Mau, Kitano, ông cũng có lúc sợ chết hay sao chứ? Trần Như Ca, cô đừng đắc ý quá sớm. Cho dù Kitano tôi chết ở đây, thì cô cũng phải chết theo tôi. Ở đây. Phương Nguyên, Dư Ca, em không sao chứ? Không sao. Giết tên súc sinh này. Không được giết. Bây giờ người muốn giết ông ấy nhất là tôi. Nhưng mà tổ chức có lệnh, tạm thời vẫn giữ ông ta lại. Thời gian cấp bách, dẫn đi. Đi. Đi thôi. Cẩn thận. Du Thừa Luân, Du Thừa Luân, đại tiểu thư, coi như là tôi trả lại một ân tình cho cô vậy. Du Thừa Luân, Du Thừa Luân.
Thái quân Kitano. Thái quân Kitano. Thái quân Kitano. Thái quân Kitano. Cục trưởng à, Thái quân Kitano đâu rồi? Thi thể không có ở đây thì lại bị bắt đi rồi. Đây chính là một sự sỉ nhục mà. Cục trưởng à, bọn họ không phải là giết Thái quân Kitano rồi chứ? Kitano nắm được rất nhiều cơ mật quân sự, Cộng sản đảng vẫn giữ ông ta lại thôi. Khốn nạn, người Nhật Bản nếu như xong thì chúng ta cũng phải chết hết. Nếu như không có Kitano thì sẽ đại loạn đó. Tôi muốn cậu không tiếc giá nào tìm ra Kitano cho tôi. Nhân cục trưởng, cục trưởng, chúng ta ra từ đâu chứ? Từ cảnh vệ ca đêm, còn có dân chúng ở xung quanh. Chỉ cần nghi ngờ, điều tra hết cho tôi. Từng người đều phải điều tra. Nhưng không được, không được thì dùng hình. Dùng hình nhiều vào. Tôi muốn cậu không được bỏ sót một manh mối nào hết. Dạ hiểu rồi, đi đi. Đi đi. Nhưng Nhưng Chu Lập Văn, nhớ lấy nỗi đau bây giờ của mày. Mày an nhàn lâu quá rồi, e là quên mất cái gì là đau đớn rồi. Nếu như không tìm thấy được Kitano thì nỗi đau đớn này sẽ không xuất hiện ở trong lòng bàn tay nữa, mà lên trên cổ của mày. Mày tuyệt đối không thể ngồi im chịu chết. Vì mạng của mày, Chu Lập Văn, liều mạng đi. Anh Cố Tam, tôi muốn nói chuyện với ông ta một chút. Nhìn cô rất quen, tôi hình như đã từng gặp cô rồi. Cô là đảng phái nào chứ? Tôi là Cộng sản đảng. Là Cộng sản đảng mà các ông vẫn luôn muốn bắt. Cha mẹ của tôi, còn chồng của tôi đều chết ở trong tay người Nhật Bản các ông. Cho nên cô muốn báo thù hay sao? Vì nhà các cô hay là vì tổ chức các cô? Vì mỗi người Trung Quốc bị các người làm hại. Các cô tại sao bây giờ không giết chết tôi luôn đi? Ông tưởng rằng ông vẫn còn sống được hay sao? Tôi biết các người sẽ không để cho tôi sống sót ra khỏi căn phòng này đâu. Nếu như ông muốn chết một cách đơn giản thì nói với tôi. Đặc vụ Nhật Bản mà ông sắp xếp ở Tô Châu rốt cuộc ở chỗ nào chứ? Nếu như tôi chết, người tôi để lại sẽ biến Tô Châu thành một mảnh đất khô cằn để báo thù cho tôi. Bọn họ chính là quả bom hẹn giờ bên cạnh các người đó. Đừng phí lời với ông ta nữa, bắn chết ông ta đi, để an ủi cho các đồng chí đã hy sinh. Bây giờ các người giết tôi rất dễ dàng,
Nhưng mà trước khi tôi chết, muốn rõ ràng một chuyện với các người. Ý của ông là gì chứ? Tôi biết có một người thân phận bí mật, năng lực giỏi giang, ngấm ngầm làm gì không ít cho cộng sản đảng của các cô. Tôi vẫn luôn muốn biết người này là ai. Ông biết anh ấy là ai thì có nghĩa lý gì đâu. Dù sao một đời tội ác của ông sắp kết thúc ở đây. Anh ta là đối thủ đích thực của tôi, là người duy nhất có tư cách nói chuyện với tôi. Cô đừng có nghe ông ta nói. Hồ ly này quỷ kế đa đoan, ông ta còn không biết còn ở đây giở trò gì nữa. Bỏ anh ta đến gặp tôi. Có lẽ chuyện mà các người muốn biết, tôi có thể nói với anh ta. Em biết anh gia nhập đảng cộng sản, trên vai gánh vác nhiệm vụ rất nặng nề, không được từ bỏ cũng không được chết. Anh không thể để cho Như Ca nghĩ rằng cô ấy yêu nhầm người. Em luôn coi chị là tấm gương trong lòng. Em muốn kiên cường được như chị. Chu Lập Văn đó bây giờ đang tiến hành lục soát khắp thành, tất cả các con đường đều bị phong kín hết rồi, nên tất cả những góc cách bình thường không chú ý, không có người điều tra cho tôi. Ông chủ Phương, anh chính là sát thủ ninja. Chính là tôi. Kitano chết rồi hay sao? Kitano chính là kết cục của các anh, là chiến tranh, khiến cho nguyện vọng đơn giản trở nên xa xôi quá. Em đoán xem anh mang cái gì đến cho em? Tháp Trân Châu. Phát xít Đức đã đầu hàng rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Chúng ta thắng lợi rồi. Anh tưởng cái mạng của anh đáng giá 4 cây vàng hay sao? Khế ước mua nhà. Khi anh đang đuổi nhất, không rời xa anh, vẫn đi theo anh như lúc đầu. Đời này của em chỉ có thể dựa vào đàn ông thôi.